Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Vả tại Samari có 70 con trai của Ahab. Jehu viết thơ gửi đến các đầu mục của Israel tại Samari, tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai Ahab mà rằng: tại nơi các ngươi có những con trai của chủ các ngươi, lại có xe, ngựa, binh khí và thành kiên cố. Ấy vậy, hễ các ngươi tiếp được thơ này, hãy chọn trong các con trai chủ mình ai là người tử tế nhất, có tài năng hơn hết, lập người ấy trên ngôi của cha người, rồi tranh chiến vì nhà chủ của các ngươi. Chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng: hai vua không thể đứng nổi trước mặt người, còn chúng ta chống cự với người sao nổi? Quan cai đền và quan cai thành cùng các trưởng lão và các giáo sư của các con trai Ahab sai nói với Jehu rằng: chúng tôi là tôi tớ ông, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông biểu chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn chọn ai làm vua, ông khá làm điều gì theo ý ông cho là phải. Người viết thơ cho chúng lần thứ nhì mà rằng: nếu các ngươi thuộc về ta và khứng nghe theo mạng lệnh ta, thì khá cắt đầu những con trai chủ các ngươi. Rồi ngày mai tại giờ này, hãy đến cùng ta ở nơi Gitreen. Vả các con trai của vua, số là 70 người, đều ở tại nhà những người sang trọng của thành, lo giáo dục chúng nó. Chúng vừa tiếp được bức thư ấy, bèn bắt 70 con trai của vua mà giết đi, đoạn để thủ cấp họ trong những thúng, gửi đến cho Jehu tại Gitreen. Có sứ giả đến báo tin cho người rằng: người ta có đem đến thủ cấp các con trai của vua. Jehu đáp: hãy chất làm hai đống tại nơi cửa thành cho đến sáng mai. Sáng mai, người đi ra, đứng trước mặt cả dân sự mà nói rằng: các ngươi vẫn công bình. Kìa, ta đã phản nghịch chủ ta và có giết người. Nhưng còn các kẻ này, ai đã giết họ? Vậy bây giờ hãy nhìn biết rằng, trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Ahab sẽ chẳng có lời nào xa xuống đất, vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra. Jehu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà Ahab ở Gitreen, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Đoạn Jehu đứng dậy đi đến Samari. Khi người đến gần chòi kẻ chăn chiên ở dọc đường gặp các anh em Achasia vua Juda thì nói rằng: các ngươi là ai? Chúng nó đáp: chúng tôi là anh em của Achasia, đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu bèn truyền lệnh rằng: hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó, số là 42 người, rồi giết họ gần giếng của chòi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab, con trai Rekab, đang đi đến đón người. Người chào Jonadab và nói rằng: lòng ngươi có chân thành cùng tôi như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab đáp rằng: phải, chân thành. Jehu tiếp: thế thì, nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi. Jonadab bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình và nói rằng: hãy đến cùng tôi, xem lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va. Vậy Jehu dẫn người lên xe mình. Khi đã vào Samari rồi, người giết hết thảy những người còn sót lại của nhà Ahab tại Samari, đến nỗi đã diệt sạch nhà ấy, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Ê-li vậy. Jehu
nhóm hết thảy dân sự và nói cùng chúng rằng: Ahab ít hầu việc ba anh, Jehu sẽ hầu việc nhiều. Vậy bây giờ, hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của ba anh, các đầy tớ người và hết thảy thầy cả người, chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho ba anh. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Vả Jehu dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thần ba anh. Jehu lại ra lệnh rằng: Hãy rao một lễ trọng thể để cúng thờ thần ba anh. Người bèn rao lễ ấy, và Jehu sai những sứ giả đi khắp xứ Israel đòi hết thảy tôi tớ của ba anh đến. Chúng đều đến, chẳng có thiếu một ai hết. Chúng vào miếu thần ba anh, và miếu đầy chật từ đầu này đến đầu kia. Jehu bèn nói cùng người giữ áo lễ rằng: Hãy phát các áo lễ cho các tôi tớ của ba anh. Kẻ ấy bèn phát áo cho chúng nó. Jehu và Jonadab con trai của Rekab vào trong miếu thần ba anh, nói với các tôi tớ của ba anh rằng: Hãy tìm xem cho kỹ, hoặc ở đây có tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va chăng? Chỉ phải có những tôi tớ của ba anh đó thôi. Chúng vào đặng dâng các lễ vật và của lễ thiêu. Vả Jehu đã phục 80 người rình ngoài miếu và dặn biểu họ rằng: Ví có ai trong những người mà ta phó vào tay các ngươi thoát khỏi đặng, ắt mạng sống của kẻ để cho nó thoát khỏi sẽ thế cho mạng sống nó. Khi đã dâng của lễ thiêu xong, Jehu nói với quân hộ vệ và các quan tướng rằng: Hãy vào giết chúng nó, chớ để một ai được ra. Vậy chúng giết họ bằng lưỡi gươm. Đoạn quân hộ vệ và các quan tướng ném thây họ ra ngoài, lật đật vào thành của miễu ba anh. Chúng cất những trụ thờ khỏi miễu và đốt đi, đập bể hình tượng ba anh, cùng phá dỡ đền nó, làm thành một lỗ xí hãy còn đến ngày nay. Như vậy, Jehu trừ diệt thần ba anh khỏi Israel. Song người chẳng từ bỏ tội của Jeroboam con trai của Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. Đức Giê-hô-va phán với Jehu rằng: Bởi vì ngươi đã làm rất phải, xử công bình trước mặt ta và đãi nhà Ahab thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Jehu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Ngươi chẳng từ bỏ tội của Jeroboam, tức tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận Israel, khiến cho Hazael hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel, chiếm lấy cả miền từ Giô-đan chạy đến phía đông, tức là cả xứ Ga-la-át, đất của chi phái Gác, Ruben và Manasse, từ thành A-rô-e ở trên khe Ạc-nôn và cho đến cả xứ Ga-la-át và xứ Ba-sang. Các chuyện khác của Jehu, các công việc người và sự mạnh dạn người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Người an giấc cùng các tổ phụ mình được chôn tại Samari. Jo-a-cha, con trai người, kế vị người. Jehu cai trị trên Israel 28 năm tại Samari. Chương 11. Khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn trỗi dậy giết hết thảy dòng vua. Nhưng Josheba, con gái của vua Joram và là chị Achasia, bắt trộm Joach, con trai của Achasia, khỏi các vương tử mà Athali toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người và giấu người khỏi mắt Athali. Vì vậy người không bị giết. Người ở với Josheba ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong 6 năm, còn Athali cai trị trên xứ. Năm thứ 7, Jehoiada sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người chỉ con trai của vua cho chúng. Đoạn, người truyền lệnh cho chúng rằng: Này là điều các ngươi sẽ làm. 1/3 trong các ngươi đến phiên ngày Sa-bát sẽ giữ cung vua. 1/3 sẽ canh cửa Su-rơ, còn 1/3 sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cả
cản không cho ai vào hết. Lại, 2/3 trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi thì hãy giết nó đi. Hãy vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người. Các quan cai làm theo lệnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hay là người mãn phiên trong ngày Sa-bát mà đi đến thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua David ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người. Vậy họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: Vua vạn tuế! Khi Athali nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên tòa như lệ thường, có các quan cai và các kẻ thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Athali bèn xé áo mình và la lên rằng: Phản ngụy, phản ngụy! Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền lệnh cho những quan cai đạo quân mà rằng: Hãy dẫn nàng ra ngoài khỏi giữa hàng quân, và hễ kẻ nào theo nàng, khá giết nó bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng chớ giết nàng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta vẹt bên đường cho bà đi. Bà trở vào cung vua bởi nơi vào của ngựa, và tại đó bà bị giết. Giê-hô-gia-đa lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va, vua và dân sự, hầu cho dân Israel làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự. Cả dân sự của xứ đều đi đến miếu Ba Anh mà phá dỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của Ba Anh và giết Ma-thang, thầy tế lễ Ba Anh tại trước bàn thờ. Đoạn, thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Lại, người đem theo mình những quan cai, cơ binh Carit, quân hộ vệ và cả dân sự của xứ. Chúng thỉnh vua từ đền thờ của Đức Giê-hô-va xuống, đi vào đền vua bởi nơi cửa của quân hộ vệ. Giô-ách bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Vả, người ta đã giết Athali bằng gươm tại trong cung vua. Giô-ách được 7 tuổi khi người lên ngôi. Chương 12. Năm thứ 7 đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Si-bia, quê ở Be-e-sê-ba. Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa thầy tế lễ dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và sông hương trên các nơi cao. Giô-ách nói cùng những thầy tế lễ rằng: Phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh thường đem vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuộc mạng lại tùy giá đã định cho mỗi người, và bạc mỗi người lạc ý đem đến dân trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, những thầy tế lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong đền có hư nứt thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Vả, đến năm thứ 23 đời vua Giô-ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ. Vua Giô-ách bèn đòi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ khác mà nói rằng: Sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ? Từ rày về sau, chớ nhận lấy bạc của những người mình quen biết nữa, khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ. Những thầy tế lễ ưng không thâu bạc nơi dân sự nữa và không lãnh sửa sang các nơi hư nứt của đền. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái rương, xoay lỗ trên nắp rồi để gần bàn thờ về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi thấy có nhiều tiền trong rương, thư ký của vua và thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi lên,
lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra mà đếm và đem cất. Đoạn, hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Giê-hô-va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy. Song người ta không dùng bạc đã đem dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chén bạc hoặc dao, chậu, kèn hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc, vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Bạc ấy để dành cho thầy tế lễ. Trong lúc đó, Hasael vua Syri đến xâm phạm đất Gác và choáng lấy. Người cũng tính xâm phạm Jerusalem. Joash vua Juda bèn lấy hết thảy những vật thánh của Josaphat, Joram và Achasia, các tổ phụ người là vua Juda đã biệt riêng ra thánh, luôn với các vật thánh của mình và hết thảy vàng ở trong kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va và ở cung vua, mà gửi dâng cho Hasael vua Syri. Vì cớ ấy, Hasael đi khỏi Jerusalem. Các chuyện khác của Joash, mọi công việc người làm, đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Các tôi tớ Joash giấy loạn nghịch cùng người, giết người tại Milo trên con đường đi xuống Sila. Josaka con trai Shimeat và Josabat con trai Shome, hai tôi tớ người, đều đánh giết người. Người ta chôn người cùng các tổ phụ người tại trong thành David, rồi Amasia con trai người kế vị người. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng Cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn,
còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ Thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về con. Và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con có sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật
khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Thi Thiên 118. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua Chúa. Các nước đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi, phải đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ong, họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta, Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể, tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên, tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng,
thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.